Hệ thống địa chỉ ở nước ta hiện còn rất nhiều bất cập. Tình trạng nhà không số, phố không tên diễn ra tại nhiều đô thị. Việc cập nhật về địa chỉ không theo kịp sự thay đổi của thực tiễn. Còn tại nông thôn, miền núi, địa chỉ thường chỉ dừng lại ở cấp thôn, xã mà không có địa chỉ chi tiết đến từng nhà. Tồn tại này gây ảnh hưởng tới công tác quản lý hành chính của cơ quan nhà nước. Cuộc sống của người dân gặp nhiều bất tiện, doanh nghiệp khó liên lạc và giao dịch với khách hàng. Đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải, giao hàng, logistics, thương mại điện tử không thể tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và nền kinh tế số, Việt Nam cần có hệ thống mã địa chỉ tới từng hộ dân cư trên toàn quốc. Với nền tảng và hệ thống dữ liệu của bản đồ số VMAP và mã bưu chính quốc gia do Bưu điện Việt Nam xây dựng trước đó, cùng với năng lực triển khai trên quy mô toàn quốc, đội ngũ nhân viên thông thuộc từng địa chỉ các xã, phường, Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post đã được giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống mã địa chỉ. Hiện Vietnam Post đã gắn mã được hơn 23 triệu địa chỉ trên toàn quốc, xây dựng các công cụ tương tác mã địa chỉ cho người dùng cũng như hoàn thành hệ thống quản lý, cập nhật, chia sẻ mã với cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Vietnam Post cũng xây dựng các phần mềm để thu thập, xác minh cập nhật dữ liệu địa chỉ như ứng dụng thu thập dữ liệu địa chỉ trên web, mobile, các ứng dụng tích hợp vào hoạt động nghiệp vụ để cán bộ công nhân viên, đặc biệt là đội ngũ bưu tá, phát xã, nhân viên bưu điện văn hóa xã thường xuyên cập nhật, bổ sung, làm giàu cho kho dữ liệu một cách chính xác nhất. Mã địa chỉ bao gồm 12 ký tự, cả chữ và số, trong đó 5 ký tự đầu là mã bưu chính quốc gia của đơn vị hành chính đến cấp xã, phường, 7 ký tự cuối là mã vị trí mở. Giờ đây, chỉ cần sử dụng thiết bị thông minh kết nối Internet, người dùng dễ dàng xác định được mã địa chỉ ngay tại vị trí mình đang có mặt hoặc tra cứu, định vị, chỉ đường, chia sẻ thông tin địa chỉ một cách tiện lợi. Bên cạnh đó, hệ thống sẽ cung cấp mã QR code và những thông tin chi tiết về địa giới hành chính của địa chỉ mà người dùng quan tâm. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép giải mã từ địa chỉ ra tọa độ của người dùng, đồng thời cho phép chia sẻ vị trí đó. Người dùng có thể lựa chọn chức năng tìm bằng các nền tảng bản đồ như VMAP, Map 4D, Google. Đặc biệt, với nền tảng bản đồ Map 4D, người dùng được cung cấp nhiều tính năng ưu việt, có thể xem được tất cả các vị trí của một địa chỉ. Nhất là đối với những địa điểm công cộng, Map 4D cho phép đi sâu vào từng tòa nhà, từng địa điểm du lịch, quán ăn. Với hình ảnh như ngoài thực tế, điều không chỉ đem lại những trải nghiệm thú vị cho người dùng mà còn góp phần đẩy mạnh phát triển dịch vụ cho các doanh nghiệp tích hợp nhiều hơn nữa các thông tin về dịch vụ, sản phẩm tại mã địa chỉ của đơn vị. Ngoài các tiện ích chung, để sử dụng các tính năng chuyên biệt hơn, người dùng cần tạo tài khoản để đăng nhập vào hệ thống mã địa chỉ. Tài khoản có thể tạo trên chính hệ thống mã địa chỉ hoặc thông qua các tài khoản của hệ thống định danh và xác thực điện tử PostID, tài khoản Facebook, Google. Theo đó, người dùng có thể lưu thông tin địa chỉ cho cá nhân, tìm kiếm thông tin địa chỉ đã lưu, tùy chỉnh các loại nhóm đối tượng. Đặc biệt, người dùng sẽ tự cập nhật và làm giàu dữ liệu địa chỉ trên hệ thống mã địa chỉ. Với việc làm chủ dữ liệu địa chỉ do người Việt xây dựng và quản lý, chắc chắn hệ thống mã địa chỉ sẽ góp phần cho các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện tốt nhất các công việc liên quan tới quản lý giấy tờ có địa chỉ của công dân. Các hoạt động cứu trợ, cấp cứu cũng được thực hiện nhanh và chính xác hơn khi ứng dụng chức năng định vị và tìm đường. Ngoài ra, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng sẽ tạo được nhiều cơ hội kinh doanh mới trên nền tảng dữ liệu về địa chỉ đã được chuẩn hóa. Qua đó, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, hướng tới sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.